Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tầng 2, tòa nhà tại số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an quận Đống Đa, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an thành phố tới hiện trường. Xác định được khu vực xảy ra cháy tại hệ thống dây dẫn điện, tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng gym tầng 2, hiện thời gian này đã đóng cửa. Công tác cứu nạn, cứu hộ đã đưa được trên 50 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Đến 22 giờ 36 phút, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 3m², đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.